chỉ còn 10 người để rồi phút thứ 3 42 Marquinhos mang về bàn thắng đưa đội nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, Ronaldo tiếp tục lên tiếng ở phút thứ bù giờ cuối cùng của hiệp 1 để cân bằng tỷ số 2 đều. Bước sang hiệp 2, màn rượt đuổi tỷ số của hai đội càng trở nên căng thẳng khi ra mức